Thần đồng tiên tri Ấn Độ tiết lộ rằng, người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, sau 61 tuổi, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội này, sẽ thay đổi cuộc đời, hóa hung thành cát, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ bùa vây, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý cô bác tuổi Quý Mão kính mến, đã bao giờ quý cô bác thử hỏi cuộc sống này sao quá nhiều bất công, đôi khi chúng ta bị đối xử một cách bất công, như khi đi làm bị đồng nghiệp chèn ép cướp công, khi về già cũng chẳng yên thân, con cái thì tranh nhau giành miếng đất, căn nhà, chỉ muốn mình nhận phần hơn, hay như khi bạn cố gắng rất nhiều, nhưng lại không thể đạt được những thứ mà mình mong muốn, trong khi người khác là dễ dàng có được mọi thứ với lý do đơn giản là xuất phát điểm của họ cao hơn bạn. Bạn vô cùng tuyệt vọng và buồn bực, bạn oán trách ông trời, oán trách cuộc sống không công bằng và luôn gây căng thẳng cho chính bản thân mình, cũng như những người xung quanh bạn. Tuy nhiên, sông có khúc, người có lúc, cuộc sống vốn dĩ có lúc thăng, lúc trầm, không ai giàu mãi, cũng chẳng ai mãi nghèo. Đặc biệt, thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của tuổi Quý Mão, nếu không đề phòng và chú ý về các vấn đề của mình, thì bản mệnh, đại hạn triền miên, tài lộc đội nón ra đi, hơn nữa còn có thể gặp nạn diệt thân, lìa xa cõi trần. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp, nếu sau 61 tuổi, biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ, thì có thể chuyển họa thành phúc, khỏe mạnh thần kỳ, giàu lên nhanh chóng, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Nói đến đây, sẽ có nhiều quý cô bác tuổi Quý Mão còn bán tín bán nghi, vậy xin mời quý cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm. Tổng quan tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão bản tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch, với bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của con người tuổi Quý Mão. Thực ra họ là người có ý chí kiên cường và lòng kiên định bất di bất dịch. Những người tuổi Quý Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng, họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm hết mình, tuổi Quý Mão thường đạt được thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông, thay vì tham gia các sự kiện lớn, họ lại chọn những nơi yên tĩnh, ít người để nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Quý Mão thật lười biếng, không có trách nhiệm. Có thể nói, tuổi Quý Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn, tuổi Quý Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Bởi sự nhạy cảm của mình và tuổi Quý Mão rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường, họ rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm, tuổi Quý Mão trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho tuổi Quý Mão. Trong cuộc sống với mọi mối quan hệ, họ tìm cách dĩ hòa vi quý, thêm một người bạn và bớt đi kẻ thù. Tuổi Quý Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn, gây sự với bất kỳ ai, nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng, song không quyết tâm, kiên trì, thường nản chí trước khó khăn, thử thách, thay vì đối mặt với nguy hiểm, thì họ chọn cuộc sống an phận bình yên. Tuổi Quý Mão coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Quý Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Quý Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm, khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách, thì tuổi Quý Mão lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi, họ bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Phụ nữ tuổi Quý Mão luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn, họ luôn cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Người tuổi Quý Mão rất thích ăn diện, đặc biệt họ có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Người đàn ông tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự, lời nói cử chỉ luôn hòa nhã, khiến mọi người luôn khâm phục sự thông minh, cơ trí và nghe theo lời khuyên bảo của tuổi Quý Mão. Vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột nên đôi lúc trở thành người nhu nhược. Trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm,
chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Nói tóm lại, người tuổi Quý Mão sẽ vượt mọi trở ngại trên đường đi để vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, nhưng khi họ cần vẫn có thể hòa nhập cùng mọi người. Trong cuộc sống họ luôn tìm cách né tránh xung quanh, xung đột, mâu thuẫn, nhưng rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Người tuổi Quý Mão cũng là người rất tự tin và năng lực cùng trí tuệ của họ, vì thế họ dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Nam mạng, cuộc đời người Quý Mão có nhiều hay đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn. Sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc. Những người này có số hưởng thọ từ 76 tuổi đến 85 tuổi, nếu ai ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều điều tốt thì tự khắc được tăng tuổi thọ. Nữ mạng, Quý Mão nữ mạng cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công. Công danh, sự nghiệp rộng mở sáng lạng, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào, cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Theo tử vi tuổi Quý Mão, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 89 tuổi, nếu sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc tích đức, tự khắc được tăng niên kỷ. Về công danh, sự nghiệp. Tài ngoại giao thiên bẩm chính là thế mạnh giúp người tuổi Quý Mão thành công trong sự nghiệp. Họ vừa có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, lại vừa có thể hòa đồng với những nhân viên cấp dưới. Với khả năng ăn nói trôi chảy, tư duy nhạy bén và tài đối đáp nhanh nhẹn, những người tuổi này có thể trở thành những chính trị gia lỗi lạc, luật sư nổi tiếng. Nói chung, họ có thể gặt hái thành tựu lớn trong những ngành nghề, đòi hỏi sự quảng giao và đầu óc tư duy sâu sắc. Những người tuổi Quý Mão sở hữu tâm hồn đam mê nghệ thuật, khiếu thẩm mỹ tinh tế và óc sáng tạo phong phú. Những ưu điểm này giúp họ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, chẳng hạn như hội họa, thơ văn, thời trang. Nếu trở thành doanh nhân, thì những người tuổi Quý Mão sẽ chọn lối làm ăn bình ổn, trong sạch, họ tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn để lừa dối đối tác hoặc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Tính cách của những doanh nhân tuổi Quý Mão luôn mềm mỏng, ôn hòa, vốn là con người giàu lòng nhân ái, họ sẽ giúp đỡ những người bạn hàng trong lúc gian khó. Với sự hiểu biết sâu rộng và có mắt tinh tường, những người tuổi Quý Mão rất nhạy cảm với sự biến động của thị trường và xã hội, điều này giúp họ có thể nắm bắt được những cơ hội vàng trong kinh doanh. Bên cạnh đó, có rất nhiều người mong muốn nhận được sự tư vấn từ họ. Người tuổi Quý Mão có khả năng nhìn thấu tâm tư tình cảm của người khác. Họ cũng rất biết cách giúp mọi người xung quanh giải tỏa tâm trạng. Ưu điểm này có thể giúp họ trở thành một nhà tâm lý học tài giỏi. Về vấn đề tài lộc, người tuổi Quý Mão có khả năng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Người tuổi này coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng, vậy nên càng cảm thấy bị áp lực thì họ lại càng mua sắm nhiều và những thứ vô bổ. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Mão cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ, họ không cảm thấy hối tiếc khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Nếu không học cách chi tiêu hợp lý, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt về tài chính. Nghị lực mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Quý Mão. Khi đối mặt với khó khăn, họ sẽ thoái chí nản lòng và đánh mất phương hướng. Họ thường xuyên né tránh hiện thực, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Họ cần có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, người tuổi Quý Mão thường ngày gian khổ trong công việc, họ chỉ tỏ ra nhiệt tình, chăm chỉ với những việc mà họ yêu thích, còn đối với những nhiệm vụ khó, họ cảm thấy áp lực, thì họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ khi người tuổi Quý Mão chấp nhận hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu, thì họ mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Nam mạng tuổi Hợp làm ăn. Muốn mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi, luôn được thành công, thu về nhiều tài lộc, thì Quý Mão nam mạng nên lựa chọn các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu để cộng tác kết hợp làm ăn, vì những tuổi này rất hợp với Quý Mão nam mạng về đường tài lộc. Tuổi Đại Kỵ. Quý Mão nam mạng cần tránh kết duyên hay hồn hợp làm ăn với những tuổi xung khắc với mình, đó là Nhâm Tý và Quý Mão. Nếu kết hợp hai tuổi này, mọi chuyện sẽ đổ vỡ, thua lỗ, thất bại hay phá sản, tình duyên giang dở không được lâu bền. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất, thời điểm hoàng đạo để nam mạng Quý Mão xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất hành vào thời điểm này, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu về nhiều tài lộc, mọi sự như ý, đại cát đại lợi. Nữ mạng tuổi Hợp làm ăn. Quý Mão nữ mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc để hợp tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, đó là các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Đinh Mùi. Tuổi Đại Kỵ.
Nhâm Tý và Quý Mão là hai tuổi xung khắc với tuổi Quý Mão nữ mạng. Nếu kết hôn hay kết hợp chung trong công việc thì chỉ đem đến thất bại, thua lỗ hay giang dở trong hôn nhân. Về tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Quý Mão khẳng khái chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo. Bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được nhiều tiền nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụng được cũng không quá cao. Một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, các hãng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không, khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, hậu vận kinh tế dần khấm khá. Bản thân mệnh cách tuổi Quý Mão đã có số vượng tài, đặc biệt sau 61 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền tiêu xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường, kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại của tiền. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm, nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Quý Mão nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Quý Mão sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về tình cảm, những người đàn ông tuổi Quý Mão dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra nội tâm của họ quá mỏng manh, nhạy cảm. Do đó, họ luôn cân nhắc kỹ càng trước khi tiến đến mối quan hệ tình cảm với bất cứ một ai đó. Đối với họ, sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau chính là nền tảng vững chắc cho tình yêu chân thành. Khi ở bên người yêu, họ sẽ cố gắng tạo ra những kỷ niệm vui vẻ, lãng mạn. Khi đã lập gia đình, người đàn ông tuổi Quý Mão luôn tỏ ra ân cần, dịu dàng với vợ con, họ sẵn sàng hy sinh để những người thân không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Đôi khi đàn ông tuổi này sẽ tỏ ra gia trưởng, nhưng phần lớn thời gian họ vẫn mang đến tiếng cười hạnh phúc cho gia đình. Nam mạng, chuyện nhân duyên của người tuổi Quý Mão nam mạng được phân thành 3 trường hợp sau. Những ai sinh vào các tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới tìm được hạnh phúc đích thực. Những người sinh vào các tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch thì may mắn hơn một chút vì chuyện tình duyên chỉ phải trải qua 2 lần thay đổi sẽ tìm được bến đỗ của cuộc đời. Nam mạng Quý Mão sinh vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch là những người may mắn nhất trong chuyện tình duyên. Những người này chỉ có duy nhất một ý chung nhân và chung sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nữ mạng, chuyện nhân duyên của Quý Mão nữ mạng được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch sẽ trải qua nhiều lần thay đổi trong chuyện tình duyên, có thể đến 3 lần mới chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Những ai sinh vào các tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì chuyện tình duyên cũng phải thay đổi, ít nhất là 2 lần mới đến được bến bờ hạnh phúc. Những nữ mạng Quý Mão sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch là những người may mắn nhất vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong tình duyên. Những người này sẽ kết hôn và sống trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình trong hạnh phúc viên mãn. Sức khỏe, cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hôn sát này thì dễ thập tử, nhất sinh, rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chính vì gặp những họa trên. Vì thế,
Trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Quý Mão sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần hay bị đau đầu, chóng mặt hay mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Quý Mão lại hay ghen ghét đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên người tuổi Quý Mão qua các năm. Người tuổi Quý Mão gặp năm Tý. Năm này, người tuổi Quý Mão vận trình khá tốt, gặp nhiều may mắn, phúc tinh lâm môn vạn sự cát tường, giữa năm có vài trắc trở, cuối năm chuyện tốt liên tiếp đến gần. 3 tháng tốt cho người tuổi này là tháng 2, tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, năm này gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi liên miên, song nhờ có chính cung tại mệnh nên chờ mọi chuyện qua đi thì sẽ bình an. Năm Tý cầu tài đại lợi, nửa cuối năm vận may càng trở nên mạnh hơn nếu biết cách nắm bắt thời cơ để phát tài, phát lộc nên chú ý đừng quá tự cao, khiến người khác nảy tâm đố kỵ mà gặp nhiều rắc rối. Người tuổi Quý Mão gặp năm Sửu. Năm này là năm khó khăn của người tuổi Quý Mão, làm chuyện gì cũng gặp khó khăn. Tài lộc của năm trước tới năm nay dường như biến mất nên chú ý sức khỏe, mọi chuyện đều phải cẩn trọng suy xét để tránh hậu họa về sau. Tới cuối năm vận đen mới được hóa giải, lúc đó làm việc sẽ thành công, nếu nắm bắt được thời cơ thì phúc họa sẽ cân bằng, gặp nhiều chuyện tốt. 6 tháng cuối năm tốt hơn 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 7 và tháng 10, năm Sửu vận thế người tuổi Quý Mão không tốt, nên chú ý phòng tai nạn bất ngờ, tránh đầu tư mù quáng và mạo hiểm. Người tuổi Quý Mão gặp năm Dần. Người tuổi Quý Mão năm này bị mệnh tinh chiếu rọi, sức khỏe cần chú ý nhiều hơn, giữa năm âm khí nặng, không nên đi xa, sau đông chí mọi tai ách sẽ qua đi, vận may sẽ tới. Năm Sửu là năm tồi tệ với con giáp này cần nhẫn nại, đừng vì thất bại mà nản lòng nhụt chí, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì chắc chắn đầu tư sẽ thành công phát tài, phát lộc. Tháng 2, tháng 6 và tháng 9 là 3 tháng vận thế khá tốt, người này nên đi đền chùa cầu bình an, nhờ Bồ Tát phù hộ độ trì cho qua cơn vận hạn. Người tuổi Quý Mão gặp năm Mão. Năm bản mệnh con giáp này sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành, trong năm Quý Mão chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức, mưu sự tất thành, mọi việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, chuyện kinh doanh cực kỳ phát đạt, danh lợi đủ đầy. Đầu năm vận thế bình bình nên lấy lui làm tiến. Đây là năm người tuổi Quý Mão dốc sức thể hiện năng lực bản thân, cũng là năm nên tích trữ của cải. Thiên thời địa lợi nhân hòa nên nắm chắc cơ hội trong tay, sẽ có nhiều cơ hội đầu tư kiếm tiền đến với người này. Tuy nhiên, cần tỉnh táo đừng quá vội vàng quyết định, nên năng hành thiền đức, cấm kỵ ỷ quyền thế làm chuyện bất nhân. Người tuổi Quý Mão gặp năm Thìn. Sao Thái âm soi đường người tuổi Quý Mão năm nay phải đi lại rất nhiều, đôi lúc gặp chuyện xui rủi song không có gì đáng ngại. Nếu biết nhẫn nhịn lấy lui làm tiến thì sẽ hóa giải nhiều điều khó khăn trở ngại. Đầu năm nên chọn thời cơ để hành sự, cuối năm thuận thế mà làm, cẩn thận kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Năm Thìn cầu tài không thuận, phải đặc biệt cẩn trọng giữ mình, đừng hấp tấp vội vàng mà rửa họa thị phi, ra ngoài làm việc sức mình có hạn, chớ quản chuyện không đâu mà rước họa vào thân. Người tuổi Quý Mão gặp năm Tỵ. Sự nghiệp năm này của người tuổi Mão gặp nhiều trắc trở, lên xuống thất thường, dù không gặp tổn thất lớn nhưng cũng lao tâm khổ tứ có được bình an. Nửa cuối năm khó khăn sẽ dần giảm bớt, mọi chuyện có phần khởi sắc, may mắn bất ngờ sẽ tới. Lúc này sự nghiệp của con giáp này sẽ phát triển thuận lợi, có cơ hội phát tài thịnh vượng. Hãy tỉnh táo nắm bắt, đừng để thời cơ qua đi thì hối hận cũng đã muộn. Dù làm gì đầu tư vào đâu cũng cần chọn người đáng tin, việc kinh doanh tất sẽ thịnh vượng. Người tuổi Quý Mão gặp năm Ngọ. Nhờ hỷ tinh soi sáng nên chỉ 3 tháng đầu năm phải chịu vất vả, sau đó mọi vận đen sẽ bị xua tan. Nữ tuổi Quý Mão tình duyên năm Ngọ có nhiều biến chuyển, nam giới mảnh tướng đào hoa, song nên cân nhắc kỹ càng kẻo lai vì tình mà tiền tài thất thoát, trong năm khó tránh sẽ gặp chút rắc rối. Tuy nhiên, nhẫn nhịn thì vào sự tốt lành. Năm Ngọ chớ xa đà nữ sắc, đam mê cờ bạc, kẻo khó tránh kiếp nạn, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì vướng vòng lao lý. Người tuổi Quý Mão gặp năm Mùi. Trong năm Mùi, người tuổi Quý Mão sẽ có vận may bất ngờ. Tuy nhiên, chuyện kinh doanh không được thuận lợi, đường cầu tài gặp nhiều trắc trở. Cuối năm sự nghiệp hanh thông,
Song Tối Kỵ vội vàng quyết định bất cứ việc gì để phòng phạm cung quỷ, bị tiểu nhân hãm hại, cả năm vất vả làm ăn mà kết quả chẳng đáng là bao, nên giữ tâm an, tinh thần thư thái thì sẽ làm nên. Vận thế năm Mùi của con giáp này không có may mắn về tài lộc, nên lượng sức mình mà cần kiệm làm ăn, chớ ham lợi danh mà theo lĩnh vực mới, nên kết giao bạn bè nhờ thế quý nhân giúp đỡ. Người tuổi Quý Mão gặp năm Thân. Năm Thân, vận hạn cuốn quanh người tuổi Quý Mão, bệnh tật liên miên có thể mắc phải trọng bệnh, nguy hiểm đến tính mạng. Mọi chuyện không được suôn sẻ, song nhờ sao Nguyệt Đức soi đường, nên trong hoạn nạn lại được hóa giải. Nữ giới nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh họa thị phi. Nam giới nên chú ý tránh xa cờ bạc, nữ giác thanh tâm quả dục, an phận làm ăn thì sẽ được bình an. Hung nhiều cát ít, con giáp này nên năng đi chùa cầu Phật nhờ Bồ Tát phù hộ. Người tuổi Quý Mão gặp năm Dậu. Người tuổi Quý Mão năm Dậu ắt gặp hạn lớn, không tiền tài thất thoát thì sức khỏe có vấn đề, giữa năm nên cẩn trọng đề phòng tiểu nhân ngáng đường. Cuối năm mọi chuyện tự nhiên suôn sẻ, tốt đẹp, nếu chuẩn bị sẵn tinh thần để tránh bất ngờ, khi kiếp nạn cố gắng giữ ý chí kiên cường, nếu cần thiết thì nhờ cậy anh em, bạn bè giúp đỡ. Các tháng như tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 8 cần cẩn thận chi tiêu, tăng cường quản lý tài chính. Tháng tốt là tháng 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 11, rảnh rỗi nên đi lễ chùa, cầu Quan Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn, chỉ cần lòng thành tất sẽ linh ứng qua năm vạn sự bình an. Người tuổi Quý Mão gặp năm Tuất. Năm Tuất, người tuổi Quý Mão được sao tử vi chiếu mệnh, kinh doanh phát tài, sự nghiệp thành công, đừng nên tham lam mà phải biết điểm dừng, có những tháng sẽ mất hết phúc phần, không có duyên thu hoạch. Vận khí năm này vô cùng tốt đẹp, là cơ hội để kiếm tiền, nếu chuyên tâm dốc sức vào làm ăn thì sẽ được đền đáp xứng đáng, nên quan tâm chăm sóc phúc lợi cho nhân viên dưới quyền. Tiền bạc dồi dào nếu đi hành thiện tích đức, lấy nhân nghĩa làm đầu, tất được bình an, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mưu sự tất thắng, vạn sự tất thành. Người tuổi Quý Mão gặp năm Hợi. Năm này bạch hổ lâm môn, thiên tai, địa phúc, tiểu nhân ngáng trở, người tuổi Quý Mão nên đi về hướng đông, cầu duyên thì cơ may chuyển bi thành hỷ, gặp họa hóa lành, đại sự làm nên. Năm Hợi ra ngoài phải chú ý an toàn, cẩn thận gặp tai họa bất ngờ, có thể do xe cộ, cũng có thể do người cố ý hãm hại, chớ rảnh rỗi quản chuyện không đâu, tai họa có thể từ đó mà ra. Nên quan tâm chăm sóc cho mối quan hệ gia đình, bạn bè, làng xóm, oan gia nên giải không nên kết, tuyệt đối không qua lại với bạn bè xấu, để tránh bị dụ dỗ lôi kéo làm chuyện bất nhân, cầu Đông Phương Thần phù hộ tất được bình an. Vận mệnh người tuổi Quý Mão với tháng sinh âm lịch. Người tuổi Quý Mão sinh tháng riêng. Người tuổi Quý Mão sinh vào tiết Lập Xuân thường có vận tốt, nhưng phải bôn ba khắp nơi ít được thành thơi. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 2. Người sinh vào tháng này thường được hưởng phúc khi về già, cuộc đời thăng trầm. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 3. Là người thông minh, sôi nổi, ưa hoạt động, nhiều may mắn, tay trắng lập nên nghiệp lớn. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 4. Là người hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt, có ý chí nhưng thiếu quyết đoán, số may mắn, phú quý, có vợ hiền, con cháu hiền vinh, tâm hồn luôn được thảnh thơi vui vẻ. Đây là người có thể làm được mọi việc nhưng nhất thiết phải có tầm bao quát. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 5. Sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, đời sống vật chất dư giả, cuối đời gặp nhiều may mắn. Là người cung kính lễ phép, được mọi người quý trọng. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 6. Là người phong thái tôn nghiêm, có tài quản lý số, có gia thế hưng vượng, mọi việc thành công như ý, vợ hiền đẹp đảm đang, con gái vinh hoa. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 7. Sinh vào Lập Thu tiết đẹp khí tốt, là người có chi phí lớn, đáng tin cậy, dễ lập nên nghiệp lớn, nếu là nữ giới sẽ rất thông minh, quyền thế hiển hách, ung dung tự tại. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 8. Bản tính thông minh, ứng biến linh hoạt, trung thành nghĩa hiệp, số phận may mắn luôn vượt qua đợt gian khó, sự nghiệp dễ thành. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 9. Là người quyền thế nghĩa hiệp nhưng dễ nản chí trước khó khăn, số có gia đình bình yên, vinh hoa phú quý, một đời được hưởng phúc êm ấm. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 10. Sinh vào tiết Lập Đông dịu mát, có số thanh cao, trường thọ no đủ, một đời thuận lợi. Tuy có lúc gặp hiểm nguy, nhưng nếu biết kiên trì vượt khó thì mọi việc đều tốt đẹp. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 11. Số ít may mắn, cuộc sống thiếu thốn hay gặp thất bại, không được trợ giúp, khó làm ăn kinh doanh, nếu làm chủ được mình, kiên cường vượt qua gian khó cũng như nghiệp lớn. Là người bảo thủ nhưng khiêm nhường,
có chí nhưng không gặp thời hay âu lo phiền muộn. Người tuổi Quý Mão, sinh tháng 12. Số nghèo khó khắc cha, khắc mẹ, anh chị em nên cẩn trọng khi kết giao bạn bè. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Quý Mão sau 61 tuổi, xóa bỏ phiền muộn bằng làm theo dẫn đường chỉ lối của Phật. Theo lời Phật dạy, mọi ưu phiền sầu não đời người đều xuất phát từ trong lòng mỗi con người. Cùng ghi nhớ về 4 điều Phật dạy dưới đây về nhân sinh để giúp cho tâm tịnh, xóa bỏ muộn sầu. 1. Phật dạy rằng trên đời không có người xấu, người ác. Kẻ thù cái gọi là người xấu đó thực ra là sai lầm trong nhận thức dẫn tới sai lầm trong hành vi. Cái gọi là người ác thực ra là vì ham muốn quá nhiều mà không từ thủ đoạn. Cái gọi là kẻ thù phải chăng vì không cùng chí, không cùng con đường mà nên. 2. Phật dạy nhân sinh như mây, cuộc đời chỉ có một. Đừng vì hoan lạc, đừng vì khổ đau, đừng vì hoang tưởng mà để phí hoài tháng ngày. Tất thảy những điều đó đều là hư ảo, không mang lại bất kỳ ý nghĩa hay niềm vui đích thực vào trong cuộc sống. Hãy tự hỏi bản thân ta đang có hạnh phúc hay không để nghe câu trả lời từ trái tim. 3. Quan niệm Phật giáo xem tất thảy chúng sinh đều là Phật, hiện tại là Phật, tương lai vẫn là Phật, không tăng, không giảm. Mỗi người khởi nguồn đều có thiện tính vì sinh tham, sân, si nên thiện tính mất dần. Mỗi người sinh ra đều là Phật vì không biết tu dưỡng nên Phật tính mai một, vì thế tu thân mà bao dung hơn người, đừng cho rằng bản tính xấu xa không thể chuyển rời. 4. Phật chỉ ra rằng kết thù, kết oán, tức là kết nghiệp vào thân. Thời gian kiếp người ngắn ngủi mà lại cùng người ta không ư dây dưa, cùng người đó mưu muội, cùng người đó làm điều hung họa, hãm hại lẫn nhau. Lúc đó, chính bản thân ta cùng thành người có dã tâm lập thành nghiệp xấu. Phật dạy về nhân sinh nhớ và làm theo thì không chỉ thảnh thơi hơn mà còn tích cực lạc quan hơn. Trên đời có ai mà không muốn thanh thản, có ai mà không muốn thành tâm, chỉ vì nhân tình thế thái chuyển rời. Tạo hóa xoay vần đưa đến những tình huống chớ trêu, nhưng lúc ấy đôi ba dòng ngắn ngủi ở trên hy vọng sẽ giúp các bạn tự tìm thấy lối ra cho riêng mình. Chìa khóa ở ngay trong tim ta, Phật soi đường ta tự đi tìm, thấy hay không còn nhờ vào cơ duyên và tu tập của từng người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Quý Mão đổi đời giàu có hơn người sau năm 61 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.